Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 tăng 4,67% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 3,29% trong 6 tháng năm 2018. Trước đó, Quốc hội Việt Nam đã đặt chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 4%. Giá các mặt hàng tăng bao gồm dầu thô là nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng. Thêm vào đó, thuế môi trường đánh trên xăng dầu được đề xuất áp dụng từ tháng 10 cũng làm cho lạm phát trầm trọng. Trang web VN Express cho biết, đồng nội tệ đang mất giá, tầng lớp trung lưu nhiều và mức tín dụng tăng cũng là các nguyên nhân làm cho chỉ số giá cả tăng. Vào năm 2008, lạm phát tăng hơn 20% đã làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 3 năm sau đó. Mục tiêu lạm phát tăng dưới 4% trong năm nay là nhằm ngăn chặn điệp khúc này. Tuy nhiên, người tiêu dùng nhận thấy giá xăng dầu đang cao hơn khi họ đổ xăng cho xe máy. Bà Phương Hồng, giám đốc truyền thông của một công ty công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết, nhiều người dân cũng nhận thấy rằng giá gạo đã tăng 10% từ dịp Tết Nguyên đán và từ đó đến nay không hề giảm. Bà Hồng cho biết thêm giá điện sinh hoạt mỗi năm cứ tăng lên trong khi mức tăng tiền lương của công chức không đủ để trang trải các khoản tăng này. Trong năm nay, Việt Nam nâng mức lương tối thiểu lên 6,5% và năm 2019 có kế hoạch tăng thêm 5,3%. Trong 6 tháng đầu năm nay, GDP của Việt Nam tăng khoảng 7% sau vài năm gần đây tăng 6%. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ước tính mức tăng trưởng trong cả năm của Việt Nam là 7,1%. Các nhà phân tích hy vọng rằng Việt Nam sẽ vượt qua mức tăng giá hiện tại mà không lặp lại mức lạm phát như 10 năm trước, nhưng cảnh báo rằng việc đồng nội tệ mất giá do chiến tranh thương mại Trung Mỹ đã ảnh hưởng đến khu vực của Châu Á.